Vâng, em Hoàng Hinh của kênh Nhà Sàn xin kính chào tất cả cô dì chú bác cũng như là toàn thể anh em ở gần xa trên khắp mọi miền nhé. Thì hôm nay em là đã chính thức bàn giao cái ngôi nhà một gian hai trái liền kề bếp kết hợp với cầu thang đi qua giữa nhà và bếp, và bàn giao cái phần mái lợp này anh em nhé. Thì theo như dự kiến thì là em sẽ xây và ốp lát hoàn thiện cái ngôi nhà này, nhưng là do là bên chủ nhà cũng có anh em về bên thợ xây nên là cũng nhờ luôn anh em về bên thợ xây làm cái phần xây hộ cho em rồi, nên là em cũng chỉ đến đây và lợp cái phần mái xong là em cũng bàn giao và chia tay cho gia đình rồi. Thì tổng thể nhìn qua thì mọi người có thể thấy đây là mẫu nhà một gian hai trái liền kề bếp và kết hợp với cầu thang đi qua chỗ đoạn giữa này nhé. Thì bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng theo chân em để review qua một chút về cái khung mẫu của ngôi nhà này cũng như là toàn bộ cái hình thức của cái ngôi nhà này để cho mọi người cùng tham khảo. Dự định là tới đây là nếu có nhu cầu làm nhà sàn bê tông thì hãy cứ liên hệ trực tiếp cho em Hoàng Hinh có địa chỉ tại xã Phúc An, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Số điện thoại của em có số là 0977486662. Vâng. Như mọi người có thể thấy đây là cái phần trái của cái ngôi nhà này. Trái của ngôi nhà. Ngôi nhà này có địa chỉ tại xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn của tỉnh Lào Cai nhé anh em nhé. Đây thì ba anh em đang chuẩn bị để sang bên công trình bên Võ Lao, cũng ở trên Văn Bàn, Lào Cai này. Đi qua một chút, toàn bộ cái phần bếp này sẽ được chạy là 3m50 này. Toàn bộ gian nhà là chạy 3m nhé, chạy 3m hết. Ở đây là cái phần cầu thang. Cầu thang thì là cầu thang đổ trượt này, thì mấy nữa là các anh em thợ xây là sẽ xây thôi. Xây tính bậc ra, bọn em cũng tính bậc ra hết rồi. Còn đây là toàn bộ hình thức ở phần bên trên. Cái phần thô nó bị kiểu rơi nhớt nhớt các cái, nó còn bám vào nhìn nó cũng hơi bị nhung nhoang một tí, anh em thông cảm. Được chạy, được làm bằng cái ván phủ phim nên là nhìn cái độ xà này nhìn nó rất là nhẵn mịn này. Phần bên trên thì được chạy với cái hình thức là kẻ truyền trồng chóp nhá. Đấy, kẻ truyền trồng chóp này. Đấy. Nhà này mà sơn bả vào nữa thì thôi rồi, không còn gì để mà chê nữa rồi. Và được đẩy ra đằng phía đằng trước này là một cái bờ lan can chạy xung quanh. Phía đằng bếp kia cũng có nhá. Đây, và đây phía đằng trước này cũng có này. Được chạy theo cái hướng 2-3 bên này, đi vòng quanh luôn. Đấy, đây, phần 7 kệ. Rất đẹp rồi. Cái hình thức kẻ truyền trồng chóp này thì anh em có thể là thấy gặp và rất là nhiều rồi. Thì cái gian nách này của nó này, gian nách chứ khoảng cách giữa cột trên và cột dưới chỗ hàng đầu tiên ấy của nó sẽ là 2,5 m nhá. Và phần bên dưới này sẽ là 3m này, gian lòng này 3m này, và gian giữa dưới này cũng là sẽ là 2,5 m này. Và như ở đây có xây một cái ô này đây, thì chủ nhà là bên thuộc về bên dân tộc Tày nên là sẽ bố trí ở cái chỗ này sẽ là một cái bàn thờ nhá. Và toàn bộ xung quanh đây sẽ được để chăn chiếu ngủ nghỉ ở phần trên này cũng được này. Và mai này là em chủ nhà ấy có dự định là sẽ xây ở phần bên dưới nữa. Đấy. Phần mái lợp này anh em này. Đấy. Anh em nào có nhu cầu gì thì em sẽ làm tất về mọi vấn đề về nhà cửa cho anh em nhé. Miễn là đáp ứng được cái nhu cầu. Cái thứ nhất là về vấn đề là tài chính, tiền nong, công cán cho anh em thợ hợp lý là chỗ nào em cũng đi thôi. Đấy. Thì phần thô thì sơ bộ qua thì nó sẽ là như thế. Và đây phần này đây là sẽ là phần bếp, phần mái kèo bếp này, mái kèo bếp sẽ được chạy như thế này nhá. Vẫn có 7 kệ đây. Thì cái lối cửa chính là đây này, như bọn em có thể chia ra chưa. Như đây ở về dưới này đây thì vào thì nó không được hay cho lắm, thì em cũng có nói là em chủ nhà ấy, em cũng có nói là đi qua chỗ đoạn giữa này, cắt chỗ đoạn giữa này luôn để làm cầu thang đi xuống dưới này, và cổng vào sẽ đi vào trực tiếp luôn qua chỗ cái hàng cột này luôn. Đấy. Dự tính là sẽ có một cái nhà vệ sinh, phòng tắm ở cái khu vực này nữa này. Đấy, ở khu vực này nhá. Lịch trình chỉ thế thôi. Nói chung là cái hình thức này thì nó cũng không còn gì gọi là quá xa lạ nữa rồi. Phổ biến nhất và đẹp nhất rồi. Đấy. Hoa văn này. Ở trên này như mọi người có thể để ý thấy là ở dưới chỗ đoạn cây câu đầu đây sẽ được khắc chữ nhá. Và hoa văn này sẽ là hai câu đối. Niên niên tăng phú quý và nhật nhật hưởng vinh hoa. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video nhé. Nếu có nhu cầu gì về nhà cửa thì hãy cứ liên hệ cho em Hoàng Hinh. Cảm ơn anh em đã xem video nhé.